Chương 898 Tần khách cổ quái. Nói thật, cứ việc Thiên Phàm Tông, tông môn này một mực tồn tại, nhưng không có người sẽ đem Thiên Phàm Tông coi là chuyện đáng kể. Tông môn này tồn tại cũng là tồn tại, trong mắt người khác đều giống nhau. Bởi vì dạng này mới có Thiên Phàm Tông một lần nữa khai tông một chuyện. Thiên Phàm Tông lần nữa khai tông sự tình ngắn ngủi một tháng thời gian, cơ hồ chuyển khắp nửa cái thần vực. Thiên Phàm Tông lần nữa khai tông sở dĩ nhanh như vậy chuyển khắp lửa cái thần vực, không phải bởi vì Thiên Phàm Tông lợi hại, mà bởi vì Thiên Phàm Tông có một cái thần vương. Thiên Phàm Tông khai tông môn cùng với Thiên Phàm Tông thần vương xem nét cùng một ngày cử hành. Đồng đạo tông môn còn có tán tu nghe được tin tức về sau nhao nhao chạy tới Thiên Phàm Tông. Đại bộ phận tông môn tới đây là chúc mừng Thiên Phàm Tông khai tông, mà những tán tu tới là muốn gia nhập Thiên Phàm Tông. Thiên Phàm Tông xuất hiện một cái thần vương, có thể tưởng tượng Thiên Phàm Tông tương lai trở thành thần vực đại tông môn đứng bên trong. Dù là không thể trở thành đỉnh cấp tông môn cũng là thượng đẳng tông môn. Thiên Phàm Tông hiện tại ít người, lúc này gia nhập Thiên Phàm Tông vậy địa vị liền càng cao. Máu kỵ bởi vì trở thành ngoại sự điện điện chủ, cho nên lần này tiếp cách triệt để thành chuyện của hắn. Liền xem như máu kỵ cũng không nghĩ tới có bao nhiêu tới như vậy đến chuyên đi vào Thiên Phàm Tông xem lễ. Một đám người tiến vào Thiên Phàm quảng trường, tất cả người này danh thiếp cùng lễ vật đều bị máu kỵ tách ra xử lý. Tất cả khách ký vô luận tu vị gì, máu kỵ đều an bài từ thảm màu vàng đi qua. Sau đó tiến vào quảng trường trong hội trận, một tông chi chủ hoặc là thế giới thần tu vị trở lên, vô luận là tông môn nào là ai, máu kỵ đều phái người truyền dẫn đạo bọn hắn đến tần khách đại điện. Thiên Phàm Tông có thể dùng người vốn là ít, chính là trăm người chưa tới, máu kỵ cũng không có để cho tông môn tiếp khách lâm vào hỗn loạn. Thậm chí mỗi một cái người có địa vị đi vào Thiên Phàm Tông, đi vào thảm vàng thời điểm còn có người lớn tiếng gọi tên cùng hát ra quà tặng ít nhiều. Một chút tu sĩ lúc đầu đối với Thiên Phàm Tông quảng trường loại hội trận này bất bình thường khinh bỉ, ta nhìn thấy Thiên Phàm Tông hoàn thiện đứng chỗ tiếp khách nghi thức cũng là âm thầm khán phục. Cứ việc coi là một cái bình thường, thảm vàng bị máu kỵ an bài như vậy, lấy đi đưa quà đưa lễ còn bị gọi tên, cảm giác này lập tức liền không giống chút lúc trước đó. Người của Thiên Phàm Tông chính ít, đến xem lễ lại nhiều. Hiện tại Thiên Phàm Tông hội trận mở ra, xem như bên trong Thiên Phàm Tông quảng trường cũng có thể rõ ràng trông thấy mấy người bên ngoài. Bị đông đảo người nhìn xem, một chút lễ vật tặng nhiều càng là một loại khó nói lên lời cảm giác. Nghe tên của mình tặng lễ vật bị hát ra vượt qua người khác chính là rất thư sướng. Rất nhiều cường giả, thậm chí một ít tông môn chi chủ đều là vô tình hay cố ý tăng thêm đồ vật trên danh mục quà tặng. Một chút không có tính toán tặng lễ tu sĩ đều nói phi thường xấu hổ, chỉ có thể đem đến lễ vật. Nếu như không thể tặng lễ, bị người ta gọi tên thời điểm không có lễ vật đi theo, vậy bao nhiêu xấu hổ. Người khác đi kim thảm gọi tên theo lễ vật, người bị gọi tên sau đó không có cái gì đưa, nói nhiều mất mặt. Ban sơ tới tương đối là nhỏ tới tông môn, nhiều một chút bình thường tán tu, về sau dần dần là đại nhân vật tới, nhiệt liệt hoan nghênh Kiếm Tắc Môn Trang Ảnh Nam tông chủ quang lâm Thiên Phàm Tông. Kiếm Tắc tông môn Trang Ảnh Nam đưa đến trung phẩm thần linh mạch một đầu hạ lễ. Nhiệt liệt hoan nghênh Đan Hà Môn tông chủ Lệ Như quang lâm Thiên Phàm Tông. Đan Hà Môn tông chủ Lệ Như đưa tới hạ phẩm thần linh mạch một đầu, Trạm Lạc thần chủ một khối. Nhiệt liệt hoan nghênh Thần Cốc Trần Khải trưởng lão quang lâm Thiên Phàm Tông. Thần Hòa Cốc Trần Khải trưởng lão đưa đến một cấp đỉnh cấp thần phong hai tòa. Kiếm Tắc Môn cùng Đan Hà Môn không phải loại gì đại tông môn, không có thần vương tồn tại, nhưng là Thần Hòa Cốc thì khác. Đây là thần vực đỉnh cấp tông môn một bên trong, mà lại là Thần Hòa Cốc cốc chủ Ôn Minh Dưỡng là thần vực thập đại thần vương bên trong xếp vị trí thứ 6. Thần Hòa Cốc Trần Khải trưởng lão với tới trên quảng trường, nghị luận lập tức liền đứng lên. Ngay cả Thần Cốc Hòa Trần Khải trưởng lão đều tới. Trần Khải trưởng lão thế nhưng là thế giới thần 9 tầng cảnh, lần này tới Thiên Phàm Tông thần vương xem lễ thật đúng là cường giả tụ tập. Trong đám người có người dám thán, hà, đỉnh cấp đại tông môn, người ngoại trừ Thần Hóa Cốc bên ngoài còn nhìn thấy tông môn khác sao? Chính là Thần Hóa Cốc cũng chỉ tới một cái trưởng lão mà thôi. Lập tức có người đứng ra phản bác, xung quanh người nghe nói vậy đều là nháy mắt giữ vững thần thái trầm mặc. Cái này xác thực à, chân chính đại tông môn tựa hồ đến là một cái Thần Hóa Cốc trưởng lão, tông môn khác ngược lại tới không ít. Tốt nhất tông môn bất quá là Kiếm Tắc tông môn. Kiếm Tắc môn là Trang Ảnh Nam, nghe nói là thế giới thần tầng thứ 6. Không có người nhắc nhở, không có người cảm giác được.
Hiện tại có người nhắc nhở rất nhiều nhân tài phát hiện, người tới dù nhiều đỉnh cấp tông môn thật đúng là chỉ có thần hỏa cốc một cái. Chính như vừa rồi tu sĩ nói kia, chính là thần hỏa cốc cũng chỉ là một cái. Tới thế giới thần trưởng lão, nói cách khác hiện tại mới thôi, không tới một cái thần vương. Trên thực tế, đứng ở quảng trường tiếp khách, Máu Kỵ sớm đã chú ý tới, tần khách đều không sai biệt. Lễ vật tặng không ít nhưng không có thần vương cấp bậc tới, cái này khiến lòng hắn có chút khó chịu. Vô luận là Thiên Phạm Tông qua lại thế nào, hiện tại Thiên Phạm Tông dù sao có một cái thần vương tồn tại, thế nhưng mà không có lễ mặt, lễ tinh thiên thần. Thiên Phạm Tông, thần vương, thần vực, những cái thần vương này thực sự mắt chó nhìn người. Thần vương sơ kỳ chẳng lẽ không phải là thần vương? Đến thần vực cũng không phải ngày một ngày hai. Máu Kỵ rõ ràng thần vương tại thần vực là cỡ nào ghê gớm. Nghe nói toàn bộ thần vực, thần vương cộng lại hẳn bất quá khoảng 100 người. Mà toàn bộ thần vực có bao nhiêu người? Nghe nói mấy ngàn vạn ức nhiều. Mấy ngàn vạn ức, thậm chí vạn vạn ức. Chỉ có chừng 100 cái thần vương. Cái này rất nhiều sao? Đây quả thực là ít không thể ít hơn. Mắt thấy tân cách sắp hoàn toàn ra trận, tông môn hộ trận liền muốn đóng lại. Thời điểm hát lễ, đệ tử bỗng nhiên cao giọng hát, nhiệt liệt hoan nghênh duy chính thần vương Lê Nhất Quang lâm Thiên Phàm Thần Tông. Duy chính thần vương đưa tới là cực phẩm thần linh mạch một đầu, thượng phẩm thần linh mạch một đầu, đỉnh cấp thần phong 10 tòa. Không đợi đến đệ tử này đem tên hát xong, bằng cật từ trong tông môn đã gấp thoáng ra tới, cười rạng rỡ nói: "Tiểu đệ chuẩn bị trùng kiến Thiên Phàm Tông, thế mà kinh động đến Duy Chính huynh, thực sự là sợ hãi sợ hãi." Ha ha. Duy Chính thần vương cười một tiếng, ôm quyền nói: "Chúc mừng bàng đạo hữu gia nhập chúng ta, ta được tin tức tương đối trễ. Hiện tại chính là xem ra còn không trễ, thật là may mắn, may mắn." Duy Chính huynh tranh thủ thời gian mời tới, bàng cật tự mình đem Duy Chính thần vương đón vào. Dù là tiếp khách sắp kết thúc, Duy Chính thần vương đến vẫn là mang đến một cái cao trào mới. "Người không phải mới nói là không có thần vương tới xem lễ sao? Thấy chưa, đó chính là Duy Chính thần vương, trong tán tu tu vị cường đại nhất thần vương một bên trong. Duy Chính thần vương ta biết a, dù là tán tu làm việc công bằng công chính, hay là thần vương 4 tầng, là đứng tại thần vực định phong tồn tại." Máu Kỵ cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có một cái thần vương tới xem lễ. Như vậy không phải hắn ngoại sự điện điện chủ này làm dù cho tốt cũng là hầu như thiếu thốn một chút đồ vật. Thật giống như xiềng xích phản ứng đồng dạng, Duy Chính thần vương mới đi vào, hát đệ tử lần nữa cao giọng, nhiệt liệt hoan nghênh Phong Xuyên đạo môn đệ tử Lam Âu, Phong Xuyên đạo môn đệ tử Biên Hoàng Nhi, Hy Nguyệt thần tông đệ tử Cung Thiên Thiền, Cửu Diễn thần tông đệ tử Cam Loan đến xem lễ. Đi theo 4 cái tên nữ đệ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp từ thảm màu vàng đi tới. Máu Kỵ có chút ngây người, 4 nữ tử này một cái so với một cái xinh đẹp. Máu Kỵ là dục thần tầng 1 thực lực, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên dễ dàng nhìn ra 4 nữ tử này không một cái nào bước vào thiên thần, đều là tại dục thần cảnh. 4 nữ tử đẹp như thế, tu vị thấp như vậy đến xem lễ, ngược lại cũng thôi. Mấu chốt 4 người này một cái đều không có tặng lễ, mà lại là tại trên thảm vàng đi yên tâm thoải mái. Chờ chút, mấy cái tông môn này tựa hồ đã nghe nói qua, gọi như Liễu Như Đình, nữ nhân này không phải là Cửu Diễn thần tông sao? Máu Kỵ đang suy nghĩ tông môn này thời điểm, Tố Hà ghé vào tai nói nhỏ: "Các làng đều là đến từ đỉnh cấp tông môn, Phong Xuyên đạo môn, Cửu Diễn thần tông, Hy Nguyệt thần tông đều là đại tông môn." Chẳng những Máu Kỵ trong lòng nói thầm, còn lại tân cách đều đang nghị luận, bọn hắn mới vừa rồi tại đỉnh cấp tông môn chỉ có một cái thần hòa cốc đến hạ lễ, hiện tại đạo mắt liền tới mấy cái đỉnh cấp tông môn, Vạn Xuyên đạo tông, Cửu Diễn thần tông, Hy Nguyệt thần tông, bất cứ cái nào đều tại thần vực tiếng tăm lẫy lừng tồn tại. Thế nhưng làm sao rất không thích hợp, mấy tên đệ tử đến chúc mừng chẳng những không mang lễ vật mà tu vị cũng quá kém, một cái thiên thần cảnh giới không có, chỉ có 4 cái dục thần cảnh đệ tử, đây là tới chúc mừng hay là đến để nhục nhã? Máu Kỵ lòng minh bạch chuyện gì xảy ra, mấy cái đại tông môn này không đến chúc mừng thì thôi bỏ đi, phái ra một chút đi tới đây là nhục nhã sao? Bất quá hắn làm ngoại sự điện điện chủ vẫn nhịn được chính mình hỏa khí, đối với bên người Tố Hà nói: "Tố Hà, người đưa các nàng đến tân cách điện đi thôi, dù gì cũng là đại tông môn tới, vạn nhất một cái tiếp đãi không tốt, đây là Thiên Phàm Tông kéo đến thù hận, người là người chịu trách nhiệm." Để mắc Quốc Kỵ ngoài ý muốn, chính là hắn mới phân phó Tố Hà, 4 tên nữ đệ tử tại trên thảm vàng ngẩng lại. Một người trong đó cố ý đi đến trước mặt hắn hỏi: Chương 899, cự tuyệt. Không sai, ta là người chịu trách nhiệm.
Báo Kỵ đoán chừng bốn nữ tử này nghe bên ngoài gọi tên đệ tử nói qua mới biết được hắn. Ta là Vong Xuyên Đạo Tông Lam Âu, người gọi ta là Lam Sư Tỷ liền tốt. Ngươi là một người mới, nghe nói ngươi chỉ dùng mấy ngày thời gian đem Phế Tích Thiên Phàm Tông bố trí thành bộ dáng như vậy, tiếp khách không sao hoa, nhưng cũng để cho người ta hài lòng, còn có thể cất kỹ hạ lễ, người rất lợi hại. Lam Âu nhìn chăm chăm Máu Kỵ cười tủm tỉm nói, không sai, bình thường quảng trường này qua quýt bình bình, phía ngoài hộ trận ta đưa tay liền có thể phá vỡ, nhưng tiên cầm tiên nhạc kia càng là không đáng giá nhắc tới, dưới chân tạm vàng lại chính là một cái rác, hết lần này tới lần khác những đồ vật cấp thấp tổ hợp đứng lên để cho người ta hai mắt tỏa sáng, vậy liền coi là còn lệch, có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện đưa ra nhiều lễ vật, đích thực là một nhân tài. Bất quá chúng ta bốn cái rất nghèo, ngược lại không có lễ vật cho người. Lại có một nữ tử đi cười tủm tỉm phụ họa một câu, mà có kỵ trong lòng có chút tức giận. Hắn há có thể nghe được không hiểu nữ tử này muốn nói, rắc rưởi. Hắn là lâm thời cảm thấy quá phận, lúc này mới một chữ dừng lại. Máu kỵ thản nhiên nói, bốn vị đến từ đỉnh cấp đại tông môn, nếu như ta may mắn có thể cùng bốn vị xuất thần một dạng mà nói, đi ra ngoài mua sắm đồ vật nhất định không cần thần tinh. Lam Âu tựa hồ hoàn toàn không nghe được Máu Kỵ lời nói mỉa mai, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, nếu như người nguyện ý, người có thể gia nhập chúng ta tông môn. Tư chất người nhìn không thế nào, ngược lại có chút năng lực, ta ngược lại có thể đảm bảo người trở thành một cái đệ tử ngoại môn, tư chất không xuất chúng cũng không phải là không thể tiến thêm một bước. Ta Vong Xuyên Đạo Tông có rất nhiều tư chất không xuất chúng, cuối cùng có thể bước vào thiên thần cảnh. Máu Kỵ bình tĩnh nói, đa tạ hảo ý, ta có tự mình hiểu lấy, có thể đi vào Thiên Phạm Tông coi như là ta lớn lao khí vận, còn Quý Tông ta thực sự không dám hy vọng xa vời. Tố Hà mang khách nhân đi tiếp khách điện. Nếu như không phải sợ Thiên Phạm Tông kéo cửu hận, Máu Kỵ tuyệt đối sẽ làm mỉa mai vài câu. Chỉ là Máu Kỵ rõ ràng hắn đúng là không thể đắc tội bốn nữ nhân này, đắc tội bất cứ một cái nào đều sẽ để cho Thiên Phạm Tông mang đến lớn lao tai nạn. Vâng, Tố Hà tranh thủ thời gian lên tiếng đối với bốn tên nữ tử nói, mấy vị sư tỷ mời ta theo tới. Hừ, không biết điều, sư tỷ ta thầy người cho phép gia nhập Vong Xuyên Đạo Tông đệ tử ngoại môn là cơ duyên của người, người thế mà còn ra mồm. Ta Vong Xuyên Đạo Tông tốt như vậy đi vào sao? Người biết lấy tư chất của người cả đời này cũng vô pháp bước vào thiên thần cảnh sao? Nữ tử áo đỏ nghiêm nghị quát, giọng nói cảm giác ưu việt cơ hồ xông phá chân trời. Máu Kỵ quanh thân linh vận u ám, rõ ràng tư chất kém cỏi cái này là bất luận kẻ nào có thể nhìn. Máu Kỵ y nguyên duy trì bình thản nói, ta biết mấy vị sư tỷ là thiên thần cường giả, ta thậm chí ngay cả dục thần không nhất định có thể vào, cũng may là ta gặp. Sao yên vậy, cũng chẳng phải đặc biệt để ý. Chúng ta bây giờ không phải thiên thần cảnh, bất quá đó, chúng ta chẳng mấy chốc toàn bộ xông vào thiên thần cảnh. Nữ tử áo đỏ lúc nói chuyện sắc mặt là hơi đỏ, nàng cũng không cho rằng Máu Kỵ nhìn ra mấy người làng cảnh giới. Cố ý mỉa mai các nàng, các làng bốn cái tu vị cấp thấp nhất cũng là dục thần tầng 8, còn ba người đều là dục thần tầng 9. Máu Kỵ chính là muốn tấn nhập dục thần, nhiều nhất bất quá là sơ kỳ. Một cái dục thần sơ kỳ muốn xem các nàng ba cái thực lực đó là lầm mơ. Máu Kỵ trên mặt lộ vẻ kinh ngạc không nói gì thêm, nhưng hắn không nói lời nào so với 10.000 câu sát lực còn muốn lớn hơn. Lam Âu mỉm cười lôi kéo lữ tử áo đỏ nói, được rồi Hoàng Nhi, chúng ta đi vào trước. Nói xong làng nhìn lại Máu Kỵ nói, Hoàng Nhi sư muội, nói chuyện mặc dù không xuôi tai, kỳ thực người không ngại nghĩ đến thêm đạo lý trong đó. Còn có, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Một bên Tố Hà thấy thế tranh thủ thời gian dẫn trước đường, chuẩn bị đem bốn cái tên nữ tử này đưa vào tân khách điện. Bốn nữ tử này tu vị không có cách nào tiến vào tân khách điện, bởi vì các nàng đến từ cao cấp nhất tông môn. Nếu không đem các nàng an bài đến tân khách điện, nói không chừng thực sẽ gây đến đại tông môn bất mãn. Sư tỷ, người này linh vận không hiện, hiện nhiên một cái rác rưởi tư chất. Người muốn hắn ta đi Vong Xuyên Đạo Tông làm đệ tử ngoại môn làm gì? Rời đi Máu Kỵ về sau, người mặc áo đỏ biên Hoàng Nhi truyền âm hỏi. Lam Âu truyền âm nói, ta Vong Xuyên Đạo Tông tại toàn bộ thần vực cũng là đỉnh cấp tông môn, các loại tài nguyên càng là cơ hồ bị phế bỏ, Thiên Phạm Tông không thể so sánh. Nhưng lần trước ta Vong Xuyên Đạo Tông cử hành tông môn đại điển, an bài cùng bố trí người gặp được sao? Thật cùng chúng ta Vong Xuyên Đạo Tông tên tuổi không thể tương xứng. Trong tay Máu Kỵ này chỉ mấy chục người, không có gì tài nguyên, có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian an bài loại trang diện này, có thể thấy được người này là một cách tiếp cách cao thủ. Loại người này ta Vong Xuyên Đạo Tông khẳng định cần, cái này dính đến tông môn mặt mũi. Máu Kỵ kia thế mà không biết điều, sư tỷ trực tiếp hỏi bằng cật đòi người, hắn chẳng lẽ còn dám không cho? Biên Hoàng Nhi truyền âm nói, Hoàng Nhi không thể nói mò, bằng cật tiền bối vô luận thế nào cũng là thần vương cường giả, thần vương cường giả tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép nói chuyện như vậy.
lần sau nhớ kỹ không được nói như vậy nữa. Làm âm truyền âm có chút nghiêm khắc. Biên Hoàng Nhi khinh thượng nói, tạp vòng Xuyên Đạo Tông có hai cái thần vương thái thượng hay là thần vương hậu kỳ, thần vương thì thế nào? Làm âm chỉ có thể nói, Hoàng Nhi, tôi bị chúng ta cùng bàng tông chủ chênh lệch xa vạn dặm, có thể đến Tần Khách Điện không phải là bởi chúng ta thực lực, mà bởi vì tông môn thực lực, cho nên nếu muốn xem ma quốc kỵ, ta cũng không thể hiện tại nói. Ta hiện tại nói ra tương đương với đánh mất mặt mũi Thiên Phạm Tông. Lấy ma quốc kỵ loại năng lực này, Thiên Phạm Tông tương lai đi vào thần vực sao phu hóa chỗ thời điểm, hắn khẳng định phải đi. Đến lúc đó ta vòng Xuyên Đạo Tông tông chủ hướng bằng cật thần vương nói, đem ma quốc kỵ giao cho chúng ta tông, chúng ta bồi thường một chút gì đó, không ném đi Thiên Phạm Tông mặt mũi là có thể. Ma quốc kỵ thực sự không rõ cái gì là vòng Xuyên Đạo Tông, Lam Âu muốn theo dõi hắn. Cũng may lữ nhân kia không có dây dưa tiếp. Hiện tại lữ nhân kia tiến vào Tân Khách Điện, hắn cũng không có quan hệ tiếp. Tiếp khách kết thúc, máu quốc kỵ là cũng coi như là một lần có kết thúc yến tân sự tình. Máu kỵ xếp xong xuôi, không cần hắn xuất thủ, còn đãi tân khách sự tình, đó là bằng cật tổ sư cùng tông môn trưởng lão tự mình tác bồi. Hắn hiện tại chỉ cần ở một bên bày ra một chút, có thể vấn đề gì trở ngại giải quyết là có thể. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Phạm Tông lần nữa khai tông điện lễ, cùng xem lễ cuối cùng kết thúc. Cứ việc Thiên Phạm Tông rất ít người, bởi vì máu kỵ an bài cuối cùng không có vấn đề quá lớn, chí ít trên danh tiếng rất là không tệ. Bộ phận tân khách rời đi, Thiên Phạm Tông tông chủ sư thúc bắt đầu ở Thiên Phạm quảng trường tuyển nhận mới đệ tử. Máu kỵ là ngoại sự điện điện chủ, chiêu thu thời điểm sự tình không quan hệ gì với hắn. Hắn chuẩn bị trở về tiếp tục tu luyện thời điểm, bằng cật sư tổ tự mình đem hắn gọi tới. Vô kỵ, người ngồi xuống trước, lần này người tiếp khách phi thường tốt, xem như đổi thành để ta làm cũng là vô pháp so với người tốt. Đặc biệt tại trên đối đãi vòng Xuyên Đạo Tông, Cửu Diễn Thần Tông cùng Hy Nguyệt Thần Tông ba cái tông môn đệ tử cấp thấp không có sai phạm, ta không có nhìn lầm ngươi. Người ngoại trừ năng lực lĩnh ngộ siêu cường bên ngoài còn có năng lực phi phạm. Máu kỵ vừa tới bằng cật động phủ, bằng cật liền để máu kỵ ngồi xuống nói. Máu kỵ vội vàng nói, đây là bằng sư tổ uy vọng mới có thể khiến cho đông đảo tông môn cường giả đến ta Thiên Phạm Tông xem lễ. Bằng cật thở dài, người phụ trách tiếp khách người cũng nhìn thấy, tới trong tân khách ngoại trừ Thần Hòa Cốc trưởng lão, cơ hồ không một cái nào đại tông môn tới. Mấy cái đại tông môn kia đệ tử đều là ngẫu nhiên trải qua, sau đó mới xem một cái chút náo nhiệt. Thần vương cũng chỉ là Duy Chính Thần Vương, Duy Chính Thần Vương là tán tu, hắn cùng ta Thiên Phạm Tông vốn có nguồn gốc cực sâu. Vô kỵ, người biết đây tại sao? Đệ tử không biết. Máu kỵ không biết vì cái gì bằng cật muốn cùng hắn nói những lời này. Theo lý thuyết, hắn một đệ tử tư chất bình thường, không có tư cách cùng bằng cật tổ sư đối mặt như vậy trao đổi chuyện này. Bởi vì năm đó ta cướp đoạt Thiên Phạm Tông, ngoại trừ Thần Hòa Cốc mấy cái xa xôi đỉnh cấp tông môn bên ngoài, cơ hồ đại tông môn đều tới. Nếu không phải là thần vừa có quy định thần vương không được lẫn nhau ám toán động thủ, thì nói không chừng có người tới đã ám toán chúng ta. Bàng cật không hề tiếp tục nói mà nhìn Máu Quốc Kỵ nói ra, ta muốn giúp người tìm kiếm một cái sư phụ chính là Duy Chính Thần Vương. Duy Chính Thần Vương thần thông quảng đại hay là thần vương trung kỳ, nếu như người nguyện ý bái Duy Chính Thần Vương vi sư, ta nghĩ hết thảy biện pháp vì người tịnh hóa linh căn. Máu Quốc Kỵ nghe được vì chính mình tìm kiếm sư phụ tranh thủ thời gian đứng lên khom người thi lễ, đa tạ tổ sư. Ta tư chất dù bình thường tốc độ tu luyện cũng có thể, mà lại là ta đã có công pháp thuộc về mình, cho nên không có ý định bái sư. Bàng cật ngẩn người, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ sẽ cự tuyệt. Theo lý thuyết loại chuyện tốt này bất cứ người nào cũng không cự tuyệt, lại nghĩ tới trước đó Khổ Thái cũng là cự tuyệt hắn bái làm thầy. Bàng cật không khỏi khóe miệng có chút chát đắng, chẳng lẽ hiện tại thần vương không có lực hút thế sao? Cũng may bàng cật bản tính ôn hòa, không để ý Mạc Quốc Kỵ cự tuyệt mà là thở dài. Quốc Kỵ, ta biết tư chất người rất kém cỏi, ta sở dĩ coi trọng người bởi vì người có cực mạnh sức cuốn hút cùng năng lực quản lý. Tu vị người thấp nhất, tư chất kém nhất, lại có thể mang theo một đám sư huynh sư tỷ đem tân khách làm việc tốt. Trên thực tế ta thành tựu thần phương đằng sau Thiên Phạm Tông tuyển nhận mấy cái đỉnh cấp thiên tài cũng không phải không có khả năng, nhưng mà là ta Thiên Phạm Tông cần một cái dẫn đầu đệ tử. Nếu như tư chất linh căn của người có thể tịnh hóa, vậy người làm ta Thiên Phạm Tông dẫn đầu đệ tử đó là không thể thích hợp hơn. Còn có lần này đi thần vực xào phu hóa, ta dự định là để cho người dẫn đội ta Thiên Phạm Tông tân đệ tử nhập môn đi qua. Máu Quốc Kỵ lòng thầm than bằng cật vị thần vương này tốt tính, hắn đứng lên khom người thi lễ. Sư tổ, ta Máu Quốc Kỵ nếu là Thiên Phạm Tông đệ tử liền tất nhiên sẽ vì Thiên Phạm Tông hết sức, còn ta linh căn tịnh hóa sự tình nếu có cơ hội chính ta ở trong thần vực xảo phu hóa tìm kiếm. Gặp Máu Quốc Kỵ ngữ khí rất kiên định, bằng cật chỉ có thể nói, đã như vậy người về trước tu luyện đi, tài nguyên tu luyện tới hỏi Tuệ Du trưởng lão nhận lấy, chờ tông môn thành lập về sau
chính người lựa chọn một cái sơn phong. Chương 900 bị coi trọng. Cứ việc Bàng Cật nói hắn có thể đi lĩnh tài nguyên tu luyện, mà Quốc Kỵ cũng không có đi nhận tài nguyên tu luyện. Bàng Cật tốt xấu cũng là Thiên Phàm Tông hậu thời đại tổ sư bên trong, trên thân có chút độ tốt. Tại Thiên Phàm Tông tông môn khởi động đằng sau, hắn miễn cưỡng đem Thiên Phàm Tông Thiên Phàm Tạng Kinh Các tạo dựng. Quốc Kỵ không có đi lĩnh tài nguyên tu luyện, cũng tạm thời không có bế quan. Hắn lại đem tất cả thời gian tiêu hao trong Tạng Kinh Các, Thiên Phàm Tạng Kinh Các mới tạo dựng. Coi như bình thường đệ tử vào xem xét công pháp tư liệu cũng không cần tông môn cống hiến, bởi vì thời điểm này tông môn cống hiến không có dựng lên. Mã Quốc Kỵ làm ngoại sự điện điện chủ, tương lai có thể trở thành một ngọn núi phong chủ, tự nhiên có tư cách trong toàn bộ Tàng Kinh Các đọc qua. Mới vừa tới đến thần vực, Mã Quốc Kỵ đối với thần vực rất nhiều thứ không biết, về phần thần linh thảo một gốc cũng nhận không ra. Tàng Kinh Các này mặc dù chỉ là Bàng Cật tại Thiên Phàm Tông sau khi công phá ẩn nấp đi bộ phận đồ vật, đối với Mã Quốc Kỵ tới nói đã là đầy đủ. Bàng Cật kỳ thật lưu lại đồ vật không ít, ngoại trừ một chút đỉnh cấp tông pháp hắn không có lấy ra bên ngoài, liên quan tới thần vực một chút ghi chú, công pháp phổ thông, còn có thần vực tu luyện thưởng thức giới thiệu cái gì cần là đều có. Còn trận phù thần linh thảo các loại đỉnh cấp tài liệu giới thiệu tức thì bị Báo Kỵ coi trọng điểm chú ý. 3 tháng thời gian, Báo Kỵ cơ hội đem Tàng Kinh Các tất cả công pháp các loại giới thiệu nhìn thất bát thời điểm. Tố Hà đến nói cho hắn biết, tông môn 108 tòa thần phòng bố trí thỏa đáng. Không chỉ như thế, sư tổ tự mình bố trí tông môn đại trận, đây gọi là hắn tuyển chọn một cái thần phong. Bàng Cật tổ sư đối với Máu Kỵ đúng là không có lời để nói. Dù là Máu Kỵ tư chất kém cỏi, Bàng Cật tổ sư vẫn là cho Máu Kỵ quyền hạn lớn nhất, chẳng những có thể tùy ý tiến vào tông môn Tàng Kinh Các, cho phép Máu Kỵ tùy ý tuyển thần phong. Nói cách khác, ngoại trừ Thiên Phàm Tông chủ phong bên ngoài, Máu Kỵ tùy tiện đi đâu một cái thần phong cũng có thể. Thiên Phàm Tông mới thành lập, mặc dù 108 thần phong, thực tế rất nhiều thần phong đều là có cho đủ số, căn bản không tính chân chính thần phong. Để Máu Kỵ lựa chọn này bằng với Máu Kỵ tốt nhất thần phong, cái này cũng coi như xong. Tông môn nhiệm vụ đại điện tạo dựng về sau, Máu Kỵ ngoại sự điện điện chủ lệnh bài càng là trực tiếp nhiều 100 vạn tông môn điểm cống hiến. 100 vạn tông môn điểm cống hiến này, vậy thì đồng nghĩa tương lai tài nguyên tu luyện có thể tùy ý tại tông môn trao đổi bất cứ vật gì. Máu Quốc Kỵ nghe những lời này về sau, lòng là âm thầm cảm kích Bàng Cật sư tổ đối với hắn rộng lượng. Hắn lại lật xem mấy tháng tảng thư lận đằng sau, đối với thần vực tu luyện càng nhiều chỗ hiểu mới, đang muốn đem những cái này lý giải gia nhập vào trong Bất Hủ Phạm Nhân Quyết, đồng thời là khổ thái sửa chữa một chút tu luyện công pháp. Lúc này tông môn cho hắn một cái thần phong, hắn tự nhiên không cự tuyệt. Bất quá hắn không lựa chọn kỹ càng thần phong, lựa chọn một cái hơi lệch thần phong, đem hắn mệnh danh là Phạm Nhân Phong, làm nơi trốn tu luyện của mình. Thiên Phàm Tông xuất hiện một cái vị thần vương, lần này đại lượng chiêu thu đệ tử. Từ phút này, Thiên Phàm Tông sớm không phải như lúc trước mà có kỵ mấy người mới có thể tới, đợi nghèo túng. Toàn bộ tông môn nhìn đều là một loại vui vẻ, phồn vinh, khí thế trong đó. Thiên Phàm Tông tông môn đại điện bảo quát Bàng Cật tổ sư, tông chủ sư túc cùng với tông môn các đại trưởng lão đều ở chỗ này. Thiên Phàm Tông bởi vì một lần nữa khai tông, trong tông môn không chỉ có bao nhiêu là cường giả, ngoại trừ duy nhất thần vương Bàng Cật bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái thế giới thần đều không có. Bàng Cật phía dưới tu vị cao nhất chính là sư túc, cũng là thần quân trung kỳ mà thôi, đệ tử mới chiêu thu, tu vị mạnh nhất mới là thiên thần cảnh. Bình thường thần vực tông môn chiêu thu đệ tử rất ít thu thiên thần phía trên tu sĩ. Thiên Phàm Tông lần này thu mấy cái thiên thần cảnh tu sĩ là bởi vì trong Thiên Phàm Tông tầng dưới thực sự quá bất hợp lý một chút. Bàng Cật đám người toàn bộ chỗ về sau mới chậm rãi nói, ta Thiên Phàm Tông trải qua vô tượng huy hoàng, trải qua thấp nhất cốc nghèo túng, thậm chí kém chút diệt tông, cũng may là ta Thiên Phàm Tông khí vận vẫn còn, để cho ta may mắn bước vào thần vương chi cảnh. Mấy tháng qua ta Thiên Phàm Tông khai tông chiêu thu đệ tử, tổng thể còn tính là tương đối thuận lợi, có thể thấy được tất cả mọi người đem nơi này xem như nhà của mình, toàn bộ một lòng một ý đối với tông môn xuất lực. Trong này ta muốn nói trước vài lời không liên quan, theo ta được biết trong vũ trụ mênh mông vô tận, không biết có bao nhiêu thần vực như vậy. Bất kỳ chòm sao nào, tài nguyên tu luyện lại là phong phú, vô số năm sau cũng là dần dần nõm vào cô quạnh. Thần vực đích xác là vô biên vô hạn, nhưng là tại vô biên vô hạn địa phương vĩnh viễn khai phát xuống tài nguyên tu luyện dần dần tiêu hao hầu như không còn, ngoại trừ những cái cấm địa địa phương vết chân không cách nào bước chân kia. Bàng Cật dừng một chút thở dài, nói lời trong lòng. Tại nhìn Thiên Phàm Tông ẩn nấp tới 99 đầu cực phẩm thần linh mạch thời điểm, hắn bị cái loại này thủ bút sợ cho ngây người.
Phải biết rằng hiện tại tông môn cho dù là đỉnh cấp tông môn, có một đầu cực phẩm thần linh mạch đã coi là giàu có, tuyệt đại đa số tông môn đều là mấy cái đầu thượng phẩm thần linh mạch. Như duy chính thần vương dạng này có thể xuất ra một đầu cực phẩm một dạng thượng phẩm thần linh mạch đến tặng lễ, đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Nhưng nghe đồn là thượng cổ lúc đó, cái nào đỉnh cấp thần tông không phải lên đến mấy cái trăm đầu thần linh mạch, xem như là hàng ngàn đầu thần linh mạch bố trí tông môn cũng không phải chuyện ly kỳ. Bảng Cật đột nhiên cất giọng nói, chúng ta thần vực, những cái tinh vực khác, chỗ khác biệt chính là thần vực có thể có ưu thế tinh vực vô pháp so sánh, chính là ta thần vực xảo mở rộng, mỗi năm ta thần vực liền có thể bước vào phát triển một khu vực. Những cái địa phương này đông đảo không tưởng tượng được bảo vật, ta thần vực sở dĩ qua một cái giai đoạn liền có thần vương xuất hiện cũng bởi vì nội tình vẫn còn ở đó. Lần này thần vực xảo sắp lần nữa tới, ta Thiên Phạm Tông chính là mới một lần nữa khai tông, cho nên lần này chúng ta nhất định phải đi qua. Chẳng những muốn đi qua, còn nhất định tranh thủ càng nhiều Thiên Phạm Tông đệ tử sớm hơn tiến vào trong Thiên Vực Sao. Lần này Thiên Vực Sao ta tự mình dẫn đầu, đệ tử phụ trách trực tiếp giao cho Ngoại sự Điện Điện Chủ Mã Quốc Kỵ, Sư Túc Vô Kỵ Điện Chủ có thể tiến mới thần phong. Sư Túc tranh thủ thời gian để nói, Vô Kỵ Điện Chủ chọn thần phong, đồng thời tấn nhập mới thần phong, đem thần phong mệnh danh là Phàm Nhân Phong, hiện tại ở trong bế quan. Bằng Cật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm Sư Túc bỗng nói, sư phụ, Vô Kỵ Điện Chủ năng lực rất mạnh, thế nhưng là tư chất hắn thực sự là. Sư Túc không có nói ra, tất cả mọi người minh bạch Sư Túc đều muốn nói. Bằng Cật ánh mắt chậm rãi từ trên thân mọi người quét tới, giọng bình tĩnh nói, mọi người chắc là bởi vì ta cảm thấy Mạc Quỵ trên chủ trì tông môn đại điện có chút bản sự, lúc này mới đơn độc chia cho Mạc Quỵ một ngọn núi, thậm chí để Mạc Quỵ trở thành Ngoại sự Điện Điện Chủ à. Đám người không nói gì, biểu tình mọi người đều là ý tứ này. Bàng Cật thở dài, bàn về đối với tông môn yêu quý, ta tin tưởng nơi này mọi người giống ta, đối với Thiên Phạm Tông phi thường yêu quý, thậm chí vượt qua sinh mệnh của mình, mà ta không thể ăn ngay nói thật, bao quát Sư Túc cùng Bàng Phong bên trong đều có thể là phi thường phổ thông bình thường tông môn đệ tử. Nếu tại tông môn cường thịnh sự tình, đây là chuyện tốt, mà bây giờ tông môn ở vào trong mưa gió trùng kiến, nhất định có năng lực giả đứng ra vì tông môn che gió che mưa. Mặc dù đám người kia phản bác một câu, Mạc Kỵ kia tư chất kém hơn đâu, bất quá đối với Bảng Cật sư tổ mà nói, cũng không có bất cứ người nào dám thực sự phản bác. Bảng Cật tiếp tục nói, Vô Kỵ tư chất hiện tại hoàn toàn chính xác bình thường, nhưng ta khẳng định Vô Kỵ là tại linh căn chuyển hóa trước đó, tư chất hắn tuyệt đối là nhất lưu trong nhất lưu, cực phẩm trong cực phẩm. Thấy mọi người đều hai mặt nhìn nhau nghi hoặc một dáng vẻ, Bảng Cật giải thích nói, Vô Kỵ căn cốt rất là tuổi trẻ, ta không có tự mình điều tra qua, ta khẳng định hắn cốt linh không vượt quá vạn năm, thậm chí còn thấp hơn. Một tên điện tử vạn năm không đến liền tu luyện tới dục thần, người nói tư chất hắn kém sao? Hắn kém là bởi vì hắn chuyển hóa thần linh căn thời điểm xảy ra vấn đề, đem người này định cấp linh căn chuyển hóa thành kém cỏi linh căn. Lần này thần vực sao phu hóa, nếu như có ta Thiên Phạm Tông có thể trong đó tìm kiếm bảo vật, vì Vô Kỵ tịnh hóa linh căn, người nói Vô Kỵ thành tựu tương lai có bao lớn. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử minh bạch. Sư Thúc bọn họ lúc này mới hiểu được tổ sư một phen khổ tâm. Bảng Cật khẽ gật đầu nói, còn có một chút các người không chú ý tới, coi như ta đối với khổ thái lòng sát sinh cơ thời điểm, chỉ có Mạc Quốc Kỵ một người đứng dậy. Hắn một cái mới nhập môn tư chất còn kém cỏi đệ tử, chẳng lẽ hắn không biết lúc nó đứng ra phản bác một cái thần vương sư tổ sẽ là tự lộ. Hắn y nguyên đứng dậy, điều đó nói là gì? Hắn có chính mình kiên trì, ngay cả một cái tiểu sư muội vốn không quen biết cũng là toàn lực giữ gìn. Loại tính tình này, chỉ cần ta Thiên Phàm Tông thành tâm đối đãi, hắn vĩnh viễn không phản bội ta Thiên Phàm Tông. Mã Quốc Kỵ tại sắp xếp xong khổ tại về sau càng là điên cuồng tu luyện. Hắn cảm giác chỉ cần mình vận chuyển bất hổ phạm nhân quyết đến có thể hấp thu loại thần linh khí lồng đậm vô cùng vô tận thiên địa quy tắc kia. Tại Thiên Phạm Tông, tốc độ tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh. 5 tháng thời gian thoáng cái đã qua, Mã Quốc Kỵ triệt để vững chắc tại dục thần tầng 1. Chỉ đã bước vào dục tầng tầng 1 đằng sau, hắn hấp thu thiên địa thần linh khí tức lại tốc độ nhanh. Muốn trong ngắn hạn bước vào dục thần tầng 2 vẫn là khó xa vời. Hôm nay, Mã Quốc Kỵ đang toàn lực hấp thu thần linh khí tu luyện. Hắn bố trí bên ngoài phạm nhân phong cảm xúc bị cấm chế động một cái. Mã Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện mở ra cấm chế. Hắn nghi ngờ là tông chủ Sư Túc đến. Sư Túc tự mình tới, hắn rất nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Hà, Vô Kỵ điện chủ hẳn là quấy rầy người tu luyện. Sư Túc còn không có tiến đến liền cười ha ha. Mã Quốc Kỵ nói, không có, đang định xuất quan đi dạo, tông chủ sao có thể rảnh rỗi tới động phủ của ta. Vừa nói chuyện một bên Sư Túc dẫn người
tới động phủ của mình hội khách điện. Ngăn trở Mao Kỵ đổ ra Ninh Trà cư chỉ sư túc nói: "Vô Kỵ, thần vực xảo phu hóa sự tình người hẳn biết." "Biết." Mao Kỵ điểm điểm, chuyện này là bàng tổ sư nói qua, hắn sẽ còn phải đi qua. Thần vực xảo sắp tới, chúng ta Thiên Phạm Tông vốn chỉ là mạo xưng số lượng. Hiện tại sư tổ trở về, chúng ta Thiên Phạm Tông liền rốt cuộc không phải cho đủ số. Thần vực xảo phu hóa thời gian không chắc chắn lắm. Vô luận thế nào, sau 3 ngày ta Thiên Phạm Tông cũng là xuất phát. Người đã chuẩn bị xong, sư túc cười tủm tỉm nói.